giới thiệu cho các bạn biết về một loài cây rất là đẹp luôn. Đây là đó là cây xương rồng này. Đây là cây xương rồng cô vùng, nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó ra hoa đấy. Hoa này mình trồng nó thì khoảng 6 tháng rồi. Đây, nó ra hoa đẹp rồi. Xương rồng sẽ có rất nhiều loài luôn. Mà thích nhất là trồng cây xương rồng này thôi. Nó là xương rồng xương nổi. Chiều hàng rất là tốt luôn. Ở vùng mình đây thì Huế thì mùa hè này thì rất là nắng luôn. Cũng như năm nào cũng, mình cũng mua mà trồng cả. Rất là đẹp. Đây. Đây là cô xương rồng cảnh. Xương rồng là có nhiều loài đa dạng luôn. Xương rồng cao vùng có nguồn gốc từ Mexico. Cái này có nguồn gốc từ Mexico nè. Mexico, nguồn gốc từ Mexico nó rất nhiều gai. Đây là những cái con. Cái con này mình có thể nhân dụng được đấy. Đây, đặc điểm nhân dạng của nó thì có dạng như cầu. Nó có nhiều gai nhỏ này. Phụ toàn là thân của cái luôn. Từ giữa lên trên. Nó rất là bị hiểm đấy. Điều hành và bị hiểm luôn. Đây, nó. Đây, hoa của nó. Hoa của nó là màu hồng nhạt. Và màu đỏ nữa. Đây. Với cái chợt những chiếc gái này. Là chú. Chú màu trắng nhỏ. Rất là đẹp. Hoa có màu đỏ, hồng nhạt. Tạo nên vẻ đẹp riêng của nó đấy. Quyến rũ, rất là quyến rũ luôn. Mà nói về cách trồng thì nó rất là dễ luôn, dễ chăm sóc, không tốn nhiều cũng luôn. Mà hoa rất là đẹp, nhìn vẻ đẹp của nó là nhìn vào nó rất là đẹp, mình rất thích mua luôn. Trồng như vậy là có giá khoảng 50.000. Mà lúc nhỏ mình mua nhỏ, mình phải chăm sóc khi nó mới ra hoa như thế này được. Đây. Và biển xương rồng là một loài cây ưa sáng, cho nên chúng ta cần phải cung cấp đủ ánh sáng cho nó, hoặc là mình phải bỏ ngoài trời á, bỏ ngoài hiên á, hiên là ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cây nó ưa sáng. Đây, nó cần phải 50% năng lượng sáng đấy, tức là 6 giờ là nắng chiếu trực tiếp vào nó là mình phát triển được. Đây, còn mà để lâu trong nhà thì chúng ta phải mang ra nắng. Nếu mà để lâu trong nhà như mình á, mình thì mình bỏ ngoài nắng á, chứ mình đang review rồi mình đặt nhà đây, đem ra nhà. Nếu mà chúng ta để trong nhà thì chúng ta phải đem ra ngoài nắng, chúng ta phơi sáng cho nó để cho nó phát triển đấy, có đủ nắng và gió đấy. Cái xương rồng nó ưa nắng lắm, đặc điểm nó ưa nắng, nó chịu hàng rất tốt. Nếu mà tưới nước cho nó thì trời mà hàng lắm thì một tuần rưỡi lần rồi. Đây, rất là tuyệt, rất là dễ chăm sóc luôn. Mà cách trồng của nó thì đây, chúng ta muốn đạt thì chúng ta mua những cái chậu như thế này. Đây, và đất nó là đất phải tưới sống nha. Lọt ở dưới này là một lớp đá này. Mà đặc biệt là để chậu nó phải có lồ để mà nó thoát nước, không thôi nó ổng rễ là nó chết này. Nên phải có lồ này, đất tưới sống. Đây, cát xoài và xỉ than mình trồng, mình làm cái môi trường cho nó phát triển đấy. Đó, như nước sạch thì 70%. Đó, chú ý này. Mùa đông thì tưới một lượng nhỏ thôi, nhưng các bạn biết khi mùa hè thì một tuần thì tưới lần, hàng lần thì một tuần mới tưới lần. Còn mùa đông thì tưới một lượng nhỏ thôi, cây nó phát triển rồi. Không nên tưới quá nhiều nước. Khi tưới thì nên tưới vào buổi sáng, một buổi tối đấy. Buổi sáng, buổi tối. Về bón phân luôn. Bón phân thì đất căng cỏi quá thì mình chỉ bỏ cho nó nước thôi, cung cấp nước. Nước là nó cũng đã phát triển được đó.
Và đặc biệt hơn thì cái loại cá này thì rất kỳ là chịu hàng tốt này, mình cần cẩn luôn. Hoa hoa nó thể nở là khắp xung quanh này. Đây là những dòng hoa trước này, đây rất là đẹp, gai nó màu trắng, nhìn ra bắt mắt rồi, nhìn ra ưa mua rồi. Đây, mua về mà chứng trung phong rất là đẹp này, bỏ đây. Đây, hôm nay là mình là đã giới thiệu quá với cái sử dụng của mình trong phòng học của mình đấy, mình là để đại đạo kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.